Mới đây, ông Quỳnh Quang Mến, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại quận Bình Thủy về công tác thông tin và truyền thông. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lĩnh vực thông tin truyền thông của quận Bình Thủy đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 79%, 100% cơ quan thực hiện tốt công tác luân chuyển và sử dụng phần mềm quản lý văn bản cấp quận tỷ lệ văn bản được gửi liên thông và được ký số khi phát hành trên phần mềm đạt 98%, cấp phường, bình quân đạt trên 99%. Đặc biệt, nhằm thực hiện chuyển đổi số và giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân, quận Bình Thủy đã triển khai mô hình ngày không hẹn và đang chuẩn bị ra mắt mô hình ngày thứ tư không giết, ngày thứ sáu không thu phí. Trên địa bàn quận hiện có 263 trạm BTS đang hoạt động. Tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao internet đạt trên 86%.